Xin chào các bạn và các em. Trong buổi hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn và các em cách tổng hợp dao động bằng máy tính Casio. Chúng ta vào nội dung. Dao động tổng hợp của 2 trong 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số là X12 bằng 2 cos của 2πt cộng với pi trên 3 đơn vị là cm. X23 bằng 2 căn 3 cos của 2πt cộng 5πi trên 6 đơn vị là cm. X13 bằng 2 cos của 2πt cộng pi đơn vị là cm. Biên độ dao động của thành phần thứ hai là phần A căn 3 cm, phần B 3 cm, phần C 4 cm, phần D căn 5 cm. Như vậy thì đây là một bài toán ngược, họ cho biết dao động tổng hợp của x12, x23 và x13 và bắt chúng ta đi tìm dao động thành phần. Thì bài toán này có khó hơn các ví dụ trên một chút, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng máy tính để ta làm được, và cái thao tác máy tính của ta sẽ nhiều hơn một chút. Thì chúng ta vào phần lời giải như sau. Ta có sự biến đổi toán học như sau: 2x1 thì có thể phân tích được thành là x1 cộng x2 cộng với x2 cộng x3 trừ đi mở ngoặc của x1 cộng x3 thì nó cũng thỏa mãn đúng bằng 2x1. Mà ta thấy là x1 cộng x2 thì nó ra là x12, x2 cộng x3 thì nó ra là x23, x1 cộng x3 thì nó ra là x13. Vậy từ đây chúng ta sẽ rút ra được x2 bằng x12 cộng x23 cộng x13 và tất cả chia cho 2. Vậy thì ta đã thiết lập được phương trình như thế này, thì thao tác của chúng ta là chỉ cần bấm máy tính là chúng ta ra. Vậy chúng ta thao tác máy tính như sau. Như thường lệ chúng ta bấm mốt 2. Sau đó chúng ta bấm phân số ở trên đây. Ta nhập x12. X12 ở đây nó bằng là 2 móc của pi trên 3. Sau đó ta cộng với x23 thì nó là 2 căn 3 móc của 5pi trên 6. Sau đó ta tiến hành trừ đi x13. X13 ở đây chúng ta có được là 2 móc của pi. Đó. Sau đó ta tiến hành chia cho 2. Như vậy là ta đã nhập được biểu thức này. Và chúng ta tiến hành bấm Shift 23 và ta bấm phím bằng. Thì kết quả của nó ra là bằng căn 3 móc của pi trên 2. Vậy thì biên độ dao động của thành phần thứ hai nó sẽ bằng là căn 3. So sánh với 4 phương án A, B, C, D thì ta thấy phương án A cho kết quả chính xác. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn và các em ở video tiếp theo. Xin chào.